Bây giờ phải ra tiệm phế liệu mới có lộn tiện mà giờ đi xây dựng mới có. Ừ. Quá trời em ơi, nhiều lắm. Dạ, cảm ơn chị Phương Hạnh. Bún bò nè. Ủa, em Ấy bán hủ tiếu bò gì cũng có bún bò. ở cái từ Bún bún bò bò. À, địa chỉ hủ tiếu của ông. Đọc địa chỉ 181 sẹt 43 sẹt 4 sẹt luôn. Dạ ơi, chị lên lúc đó chị thấy là hủ tiếu bò gì bò đó cái hình ảnh của bạn em đang ra cái bắt đầu những sự dạ có những cái hình ảnh nhà còn để cất mắt thì cứ gọi số anh Diêm nè, anh Diêm mình để anh shipper sẽ đến. Có nhiều cô chú hỏi cô mất mặt nạ là tặng cô lúc nay rồi. Ủa kem này cái hộp màu khác hả? Hả? Ủa chị, kem này đổi đổi mà hộp màu khác hả? Cái vỏ hộp nè. Vậy hả? Cũ là hết luôn rồi. À. Còn thấy nó đang đi chùa Châu Đốc phải không? Trời ơi, bữa giờ đặt sao trời? Ngồi luôn đây luôn. Nó ngồi vô sự đầu rồi. Để cẩn. Có nhiều cả nhà đến đây không biết chỗ đến á. Nè, đọc lại địa chỉ trên này đi, đọc lại địa chỉ đi. Dạ, 181 sẹt 43 sẹt 4. Phan Văn Lưu phường 1. Lỡ như mà cả nhà không biết chỗ, cả nhà ghé số 5 Đoàn Thị Điểm á, mua hàng ăn giặt. Xong rồi nhờ người ta dẫn qua đây luôn. Đó, tiện đôi đường luôn cả nhà. Em chị đi ta. Đây có một cái giả nè. Sản phẩm mới cái nhà. Ủa gần đây không? Gần không tìm. Trời ơi vậy. Sát quá. Nhà mình răng. Ăn hủ tiếu bùm bùm xong rồi đánh răng. Hây. Xong rồi mình xích kem. Đó, mình đánh răng xong mình xích kem. Mình đi ngủ luôn. Dạ, chào cô, chúc cô nhiều sức khỏe. Như hội gì ơi? Ai cảm ơn chị, chúc mừng chị yêu, cố gắng xài thêm nha, cho mình càng ngày nha. Có chiếc bò duyên Bình Dương không? Trời đất ơi, bò duyên Bình Dương ở đâu? Bình Dương ở đâu cho em cái địa chỉ đi, bữa nào em đi thăm ba em thẳng em ship cho mình luôn nha. Thiết miễn ship luôn không? Miễn phí ship cho mình luôn, cho lớn luôn. Là mà có chuyện đi xuống ba thì mới được nghe, chứ còn mà bình thường ship mà miễn phí là coi như là mới tụt máu. Là đi không có nổi xa lắm. Tiếp không có đi nổi nghe. Em cũng ok nè. Dạ, cảm ơn chị yêu nhiều. Chúc chị mau đẹp, mau trẻ da nha chị yêu. Chị sức khỏe nha. Dạ, vẫn khỏe nha chị. Xem đi cho mình hiểu. Ơi, cậu, gì vậy? Hiểu tìm. Hello, hello Vũ Hồng Song Linh. Dạ cả nhà ơi, mình đặt của cái bò viên đặt trực tiếp chạy cái like này nha cả nhà, hoặc là gọi cái số điện thoại của cái bò viên luôn nha. 07 797 795 222. Còn dưới mà. Kẹo không? Nhá. Kẹo gì vậy? Kẹo nằm. Trời nãy vậy. Mình like mình có gì mình nói hết trơn rồi. Kẹo. Cho nên mua ở đâu rồi chị? À, mua hả? Của chị kia ở Mỹ chị cho. Rồi, cho em hai cục lỡ em ăn em ghiền rồi làm sao? Chị bà để mua. Vậy? Như này có. Kẹo, kẹo Mỹ. Mỹ mua luôn. Em cảm ơn chị nhiều nha. Ở đây có là có bị ho không em? Dạ em cho nhân nhân cái hai cục còn của anh em đâu. Hết trơn rồi. Hết rồi. Giờ nó em này vô chủ chọn một cái búa đập ra làm 8 lớp. Nó chia mỗi người cục cục cục. Nhân cái thảo thôi. Ha. Bây giờ nội cái cục không có. Đi còn miếng thôi lượm về nè. Một bò viên nè. Chào Mớm Miêu, chào Ngân Kim nè. Mua kem và bò viên khi nào lên tiếp cho em được không? Ok, ok nha. Gửi tin nhắn đi, gửi tin nhắn cho em đi. Chị Nguyễn Ngọc ơi.
gửi tin nhắn đi, rồi khi nào em lên em sẽ điện trước cho mình nha, rồi em sẽ trao cho mình. Dạ cảm ơn chị Lena Nguyễn nha, món nhỏ này đẹp quá trời ơi, không có một miếng vết nào luôn đó cả nhà, tươi xanh. Em xài cái bộ kem này em rất là công ý luôn cả nhà luôn. Mình đẹp trong bên đây rất là công ý luôn. Phải hỏi sao mà phải hỏi sao mà chị Loan đi ra ngoài anh Hải ghen phải rồi. Bớt nhắc lại đi. Đừng nhắc lại đi. Để mai sẽ tới vậy. Nhắc lại là tự nhiên nè. Để tôi tự nhiên cái. Chúc sức khỏe nha. Dạ em cảm ơn chị Thẩm Thủy Kim Loại. Cảm ơn chị yêu. Có kem này cho bé nhỏ không em? Dạ có, em có bụng gheo mụn đó. Bộ gheo mụn hai cái chai nhỏ đó chị. Gheo mụn với lại serum phục hồi da khi mà hết mụn đó chị. Combo đó là 380. Hai chai nhỏ nha, dùng cho trẻ mà mới tuổi dậy thì dùng được. Mình chấm thẳng lên mụn. Mụn ở đâu mình chấm lên đó, không cần pha nước ngọt nha. Nếu mà trang nào chị ơi, trang nào em có giỏi trang bây giờ nếu mà em mua mua bồi viên hả, mua bồi viên bây giờ em nhắn ở đây đi, rồi còn em mua mỹ phẩm thì em nhắn vào cái mẫu cho chị, hoặc là ăn giặt Hồng Loan. Kem em xài bồi viên, dạ, kem của em xài là kem ngày với kem đêm với serum là 3 món, em xài tổng cộng là 3 món nha. Là serum 24k vàng, rồi kem ngày, kem đêm để không tìm vết là 3 món, là 1.250.000 giá bình thường là 1.290.000, giá chúng ta còn lại là 1.750.000 3 món nha. Chịu khó xài cả bộ cả nhà ơi, mình có kem mới, kem chịu khó xài cả bộ thì nó đẹp hơn cho mình, chứ đừng có xài một cái món nó lâu lắm, nó lâu có công hạn cho mình lắm. Ủa con mê cái này không chặn nữa không? Sao cũng không được không? Dạ ok nha. Nếu mà em xuất lên nhà cầm rất nhiều. Sáng chân dạ em xài kem của Đinh Kinh đó chị yêu. Sáng nào là một lớp trang này cho rồi một lớp dưỡng da. Dưỡng da ban ngày là để dưỡng da ban ngày là kem gì? Kem Nutri. Không tiêu vết ban ngày. Vậy là rửa mặt trước, rửa mặt xong, bước ra ra ngoài, ra lau mặt, rồi xài cái serum lên, ba cái serum vàng lên trước, cho nó thẩm thấu, cho nó thêm cái làn da, nó khô, nó cũng bảy cái làn da mình lên, rồi cái mình pha cái kem ban ngày lên, đó, xong mình pha chống nắng lên, mình đi ra đường, ở nhà đều được nha, xong xuôi, tới chiều tối trước khi đi ngủ, rửa mặt lại thêm lần nữa, mình sửa rửa mặt lên tiên, xong, bước ra ngoài, rồi pha cái serum vàng lên, pha serum vàng lên xong rồi bắt đầu cái mình pha lên kem ban đêm mình đi ngủ, rồi tắt chân mình cũng tới sáng. Kem ban ngày là kem trắng hả chị? Đúng rồi, là kem dưỡng trắng. Kem ban đêm là kem dưỡng đêm. Kem ban đêm là kem ẩm hả? Kem ban đêm là kem nó cũng giống như là dạng kem ẩm vậy đó, nhưng mà nó có thêm công dụng cho thành phần hơn nữa. Em nhớ là có kem nám nè, kem ẩm nè, kem trắng nè. Cái đó là bộ mới khác luôn. Bây giờ nó dồn vô hai bộ, hai cái hũ đó thôi. Mình khỏi cái bộ lắc nhắc nó tốn không tiền. Nó có hỗ trợ nám làm trắng da luôn hả? Hỗ trợ nám làm trắng da với lại nó ngăn ngừa lão hóa da. Đó riêng chị Bộ Hồng Loan là bán cái bộ trắng da, còn riêng chị Bùm Bùm là bán bộ trắng răng. Còn serum thì tác dụng hả? Serum là cấp ẩm nè, tái tạo da nè, với lại dưỡng cho da được thêm hơn. Ủa gì cấp ẩm thì còn da nhờn xài được không? Được, da nhờn xài được. Ok luôn nha mọi người. Ok được. Xã hội lại da. Với lại xe kích lửa chân lông. Chào bé Lan, dạ em chào chị My Thanh Nguyễn. Vậy là cái bộ ngủ đã ngưng rồi nha mọi người.
mua được. Ok, bộ cũ cả nhà cứ đang nếu mà còn thì vẫn xài bộ cũ cho hết đi rồi chuyển qua cái kem mới vẫn được nha. Hết cũ mình xài qua kem mới giùm em. Chứ không ví dụ như mình xài đang xài cũ mà di chuyển qua cái mới mình có ngưng lại một tuần hai là mình cứ hết. Nó cũng là một dòng của dung kim. À, vậy mình xài nó giống như là của dòng kem nám đó mà đưa qua cái này thì nó nâng cấp hơn, nó có thêm công dụng hơn. Anh Phương đâu rồi? Giống như ba bốn thứ đó dùng là một cái hộp. Đúng rồi. Đa công dụng. Hôm bữa em đang xài bộ cũ xong rồi em giúp em mua lên cái này. Nếu mà có thì nó chỉ có chăm chích chiếc thôi. Nó chăm chích một cái đêm đó thôi rồi qua ngày hôm sau là nó quen cái kem rồi. Là da là xài suốt cái này nó xài thì mà hết kem thôi, kem nó không làm gì thôi. Nhưng mà với bên em thì ra số lượng có hạn thôi chứ không có ra nhiều nha. Ví dụ mà ra một kem bán hết năm này rồi em sẽ chọn ra cái kem mới khác để cho mình không có bị lợn kem nó phải xuất tại có một cái hay lợn kem lắm. Rồi cứ quen cứ quen cho em chốt chủ sớm ơi, chủ sớm ăn nhiều lắm hao ăn nước mặn luôn đó. Nên thầy nói bữa nay mới qua đây ăn được tô này chứ bữa cũng đâu cho ăn nhiều đó. Trời ơi, cái hay quá. Ở gia bộ phải ăn xíu, mọi người phải ăn như mèo hủi vậy đó. Chào chút mọi người, em chào chị Vũ Thảo Huy. Dạ, cảm ơn chị Nguyễn Hường. Cảm ơn chị yêu nhiều. Lát hồi em sẽ like bên shop ăn nhạc cả nhà. Ôi, bữa giờ xuống hồn về, má ơi, xuống hồn quên định về. Em định xuống ai là không về.